là cánh ươi nghiền nghiền nét chữ cô em học trò hay là bánh chưng mẹ già từ tay gói gửi cho con này là mang chúc tình hồ vương thương mến ngồi đọc lá thư đường sơ tha thiết văn chương học trò nhìn cặp bánh chưng mà lòng chờ thương mẹ già xa mặt vào áo len sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi xuân đang về trên khắp đất trời nhưng tất cả xuân là ở đây của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón đời xuân hồng ngày mai tôi xin gửi về
า